Trong tụi sói đen bị tụi Zeta bắt cóc rồi tra tấn nên bị trói rất là nguy hiểm nữa. Nhưng mà tao đang sợ là sói đen trước giờ mình chưa bao giờ nghe tên, cũng chưa bao giờ mà chạm mặt đụng chạm với nhau á, tự nhiên tụi nó gửi kêu cứu tụi mình không biết có đáng tin không nữa. Mày muốn coi clip đó không? Cầu cứu tụi mình hả? Ừ. Nếu mà cầu cứu tụi mình đi giải cứu một thành viên của sói đen thì chắc là sói đen cũng là kẻ địch của Zeta, mà người ta nói á, kẻ địch của kẻ địch là thì bạn. Là bạn của mình. Mà có tin được không? Cứ coi clip trước đi ha. Mày có chịu khai xào huyệt của tụi mày ở đâu không? Hả? Mày khai chưa? Khai không? Khai không? Khai chưa? Tại sao mày không nói gì hả? Khai! Mày chịu khai xào huyệt của tụi mày chưa? Mày lì lắm. Hỡi cái lũ sói đen kia, tao đang giam giữ một thành viên của tụi mày, muốn cứu được nó thì khôn hồn mà tìm tới đây. Nhanh lên! Mày! Tụi nó đối xử với mấy cái tên sói đen này hơi bị nặng tay luôn á. Vậy bây giờ sao? Tụi mình là hai đứa con gái cộng với lại hai bạn cameraman thì cũng có 4 người chứ mấy. Tại sao vô an ổ bọn Zeta rồi cứu sói đen được đây? Mình có nên đi không? Cứ đi đi. Nếu như mà đã cầu cứu mình như vậy thì chắc chắn là cũng sẽ giúp lại mình cái gì đó. Biết đâu là mình có thể kết hợp được. Ừ, để chống lại bọn Zeta. Ừ. Ok, vậy mình liều đi. Tụi mình đi chung nha. Đi, 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 đi. Có khi nào cái này là cái bẫy không? Mình đi tới đó là hai bên tụi nó ào ra, tụi bắt mình hay tụi nó bắt mình chó giống vậy luôn thì sao? Nhưng mà giờ không thử thì không biết được. Thì bây giờ mình làm ráng cho làm nhanh thiệt nhanh. Giải cứu sói đen ra thì mình có 3 người. Ừ, chứ trước mắt là tụi mình không có. Cất điện thoại vô đi. Không có gì, không có cái gì đó, đồ để tháo xích rồi đó. Thôi cầm đi, đi, đi qua đây, tôi cầm điện thoại được rồi. Mà có khi nào là sói đen hay là lỡ tụi Zeta giả dạng thì sao? Đúng rồi ha. Hỏi đi. Chuyện lớn quá trời ơi. Trói chân trói tay luôn kìa. Sao tụi này nó ác dữ vậy? Hỏi đi, hỏi đi. Sói đen ơi. Anh có phải là sói đen không? Sói đen ơi. Trời ơi, bất tỉnh rồi. Ê, có khóa có nè. Ổ khóa luôn rồi nè. Thì làm sao mà mở trời được? Trời ơi, nó khóa 4 chiều luôn rồi. Tay chân khóa hết. Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Bây giờ mình làm sao bên kia? Mình mở hả? Không có chìa khóa, mình phải tìm được chìa kiếm khóa. Kiếm đồ cưa phá khóa không? Hay là mình đi tìm chìa khóa chắc dễ hơn. Ờ, thì chắc vậy quá. Trời ơi, sao mà ác vậy? Trời ơi. Sói đen, sói đen. Sói đen phải không? Bỏ áo đen, bỏ đen chó ở đây đúng không? Không sao đâu, bây giờ bên kia với Mina sẽ đi tìm chìa khóa để tìm cách mở khóa cho anh nha. Đợi đây nha. Đừng có la lớn nha, đừng có làm ồn nha. Ê, đừng, giữ sức đi, đừng có vùng vẫy nữa, giữ sức đi, nghe lời tôi đi. Tụi tôi đi tìm chìa khóa cứu ông nha. Đi bên kia. Bên kia. Hả? Bên kia. Đâu hả? Rồi? Đây, đây, đây. Đi sát vô tao đi, đừng tách ra nữa, nguy hiểm lắm. Ờ. Anh đi vô, anh đi vô. Thấy gì không? Zeta đúng không? Zeta đầu đèn. Đầu đèn đúng không? Hả? Hả chị ơi? Hả? Nó có chìa khóa kìa. Đâu? Mày em thấy hỏi đến chùa ba chân. Ờ. Đúng rồi. Mày thắt lưng đúng không? Đúng rồi, ngay chỗ thắt lưng của nó có cái chìa khóa. Chìa khóa nó có mở được không ta? Nhưng mà có một chìa à. Gì đó. Hay là một chìa mà mở được có tất cả các ổ luôn. Hả? Cũng có thể. Vậy bây giờ mình phải đi lấy chìa khóa đó hả? Mình có 3 người luôn mà. Nếu có một người à thì cũng có một
sẵn thôi. Nhẹ nhàng thôi nha. Bọn chạy ra là sao? Chứ bây giờ hôm nay mình không cứu được Sói đen hả? Thì là mình tìm cách dụ nó để nó được nó đi vòng vòng nữa. Đúng rồi, hôm nay mình có lợi thế, mình có hai người rồi, mình chia nhau ra hành động đi. Một người thì đánh lạc hướng là chim mồi, còn một người thì đi lấy chìa khóa. Bây giờ sao? Đi ha. Ok, quyết toàn lấy chìa khóa. Bây giờ mày chạy đi vòng, chạy đi cũng đi rồi. Vậy là em ở ngoài đây sẽ đứng sau lưng nó và lấy cái chìa khóa. Là em làm nhiệm vụ đúng chuyện lấy chìa khóa hả? Còn hai chị đều là chị làm chim mồi hết. Không, một trong hai người làm chim mồi và ngược lại đứng chung với cameraman, hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà ai làm chim mồi thích hợp bây giờ? Chị hả? Mày nhỏ con mày chạy nhanh á, cho nên là ráng đi. Tao sẽ cố gắng lấy chìa khóa để cứu được sói đen rồi tụi mình ba mình trốn khỏi đây. Hành động nha. Con nhà tao đứng ở đây luôn hả? Tao đứng ở đây đánh lạc hướng ở nhà tao luôn hả? Mày phải đuổi theo nó. Mày đuổi theo nó xong rồi tao đứng ở đây tao đợi. Mày đứng ở đây hay là ở đây? Ở đây. Ở đây luôn đúng không? Vậy tao đi vô phải không? Ừ. Cẩn thận nha. Thì đó, nếu nhiều khi nó biết là mình có cái này chìa khóa ăn cắp được của nó thì nó sẽ lấy ổ khóa mới nó khóa tiếp nè. Thì mình cứ thử cầu may thôi chứ biết sao giờ. Đi tìm chìa khóa tiếp đi. Không biết nó đuổi theo mình không nữa. Mình lên tầng này thử kiếm coi còn chìa khóa nào khác nữa không. Ừ. Nghe tiếng ngủ không?
đó hồi nãy mới thấy dưới mà. Sao bây giờ lên lầu này rồi? Có nhiều khi tụi nó có nhiều thằng trần mông tính một cái người lãnh đạo á. Mà thôi mình cứ phải lấy chìa khóa đã. Hay là mày cứ tụi chim mồi nữa đi. Không luôn hả? Ghê nhở? Anh giải quyết thiệt anh để mình còn ra khỏi hang nữa. Ông chỉ sợ chim mỏ nó lại tấn công mình đi. Diễn biến tiếp theo nha. Thôi giờ mình đi về đi. Đi về đi.